Thưa quý vị, sau gần 5 tháng triển khai phát động, Ban tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng thành phố Cần Thơ lần thứ 2 năm 2023 đã tiếp nhận hơn 300 tác phẩm báo chí với 5 loại hình, gồm phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí. Và so với lần đầu tổ chức thì số lượng tác phẩm tham gia cuộc thi tăng lên đáng kể. Vào chiều nay, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết và trao giải cho 50 tác phẩm xuất sắc tiêu biểu. Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy. Giải búa liềm vàng thành phố Cần Thơ được phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân từ ngày 16 tháng 6 năm 2023 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Có 301 tác phẩm của 86 tác giả và 90 nhóm tác giả tham gia, tăng 138 tác phẩm so với lần đầu tổ chức. Nhìn chung, tất cả các tác phẩm bám sát thể lệ giải với chất lượng cao, khá đồng đều, phản ánh đậm nét thành tựu kết quả trên các lĩnh vực, các vấn đề nóng bức xúc được dư luận quan tâm, những tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu. Giải búa liềm vàng thành phố Cần Thơ lần thứ 2 năm 2023 được phát động sớm nên đa số tác phẩm dự thi được đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung bám sát thể lệ giải, đề tài chủ đạo là công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương. Có nhiều tác phẩm phát hiện, phản ánh những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, có thể nhân rộng trong thực tiễn. Theo đánh giá, nhiều tác phẩm được các nhà báo đầu tư công phu đổi mới hình thức thể hiện theo hướng đa phương tiện nhằm phản ánh chân thật, hơi thở của cuộc sống, sự phát triển đi lên của thành phố, của vùng, cũng như những kinh nghiệm hay bài học quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Ban giám khảo đã chọn ra 50 tác phẩm trong hơn 300 tác phẩm dự thi để trao giải, trong đó 5 giải A cho các thể loại gồm Văn hóa là nguồn động lực phát triển thành phố Cần Thơ, báo in của tác giả Đặng Duy Khôi, báo Cần Thơ. Khắc phục tình trạng nhạc đảng khu đoàn, báo điện tử của tác giả Võ Quốc Thái, báo Cần Thơ. Ươm mầm những hạt giống đỏ, truyền hình của tác giả Trọng Nghĩa, Văn Ngô, Nhật Linh, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Người truyền lửa tự hào, ảnh báo chí của tác giả Đặng Duy Khôi, báo Cần Thơ. Thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xứng tầm là trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, báo Phát thanh của tác giả Mỹ Tiên, Trọng Nghĩa, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 10 giải B, 15 giải C và 20 giải khuyến khích. Đặc biệt, ban tổ chức còn biểu dương khen thưởng 2 tập thể và cá nhân tiêu biểu được các tác giả khắc họa đậm nét trong tác phẩm báo chí. Đó là Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ. Hơn 10 năm qua đã tâm huyết miệt mài với công việc kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ. Chi bộ ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh với tổ tương thân tương ái, gắn với các hoạt động san sẻ đầy tình yêu thương và viết nên câu chuyện đậm tính nhân gian sâu sắc mà người đứng đầu là anh Trần Văn Cang, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Vĩnh Thọ. Đến với cái cuộc thi giải báo chí búa liềm vàng năm nay thì tôi cũng rất là may mắn và vinh dự được 2 cái giải A ở thể loại báo in và cái ảnh báo chí. Thì đây là cái động lực rất là lớn để mà tôi tiếp tục phấn đấu trong nghề nghiệp, đặc biệt là để có thêm cái động lực thực hiện nhiều cái tác phẩm báo chí nó chất lượng hơn nữa về cái chuyện mà tuyên truyền về cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về cái công tác xây dựng đảng. Cảm xúc rất là vui khi mà mình nhận được 2 giải A của thể loại phát thanh và truyền hình. Đây là một cái động lực để mình tiếp tục phấn đấu trong cái giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái đề tài hay, những đề tài mang cái tính sâu rộng, ở mang hơi thở cuộc sống để mà tiếp tục tham gia vào các kỳ thi tiếp theo. Và đây cũng là góp phần vào cái việc mà tuyên truyền chủ trương của đảng, nhà nước, góp phần vào công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần để mà thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ những người làm công tác báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Thì vai trò của những người làm báo và cơ quan báo chí hết sức quan trọng nhằm nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, bảo đảm tính định hướng chính trị, tư tưởng, văn hóa,
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời có những bài viết hay phản ánh được thực tế diễn ra trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, tạo được hiệu ứng lan tỏa. Thành phố sẽ chọn trong các tác phẩm được trao giải gửi tham gia dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8 năm 2023. Cuộc thi khép lại nhưng sẽ mãi lan tỏa một tinh thần dấn thân cống hiến của các nhà báo vì một nền báo chí cách mạng, vì sự phát triển của thành phố Cần Thơ.